Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Ở đây thì mình mới mua về mấy cái phụ kiện nuôi chuột hamster nè. Ở trong đây có một cái này là đồ chơi cho hamster đúng không? Cái này để cho con hamster nó chạy, để cho nó xả stress, nó giảm bớt căng thẳng. Với lại một bịch cát tắm. Mấy con chuột này nó xài cát tắm này hao hay sợ chứ. Có 3 ngày là hết một bịch rồi. Chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ cho mấy con chuột này nó xài ít cát tắm lại. 3-4 ngày gì mình hả cho nó tắm một lần, chứ tiền đâu chịu nổi. Với lại một bịch lót nền nè. Lót nền này đợi lâu lắm mới có đó. Lúc đầu thì tôi đâu có định xài lót nền đâu. Tôi xài sơ dừa. Cái mấy ông nói sơ dừa không tốt. Cái tôi chuyển qua giấy cắt nhỏ này, cái mấy ông cũng nói không tốt luôn. Nên là bắt buộc tôi phải mua lót nền. Mà bịch lót nền gì 15.000 mắc thấy sợ chứ. Một bao chà bá tôi thấy 60.000. Bạn bịch có bay lớn nè, 15.000. Bán giá cắt cổ thì chứ. Thôi bây giờ mình sẽ thay cái lót nền. Sẵn thì mình sẽ set up lại cái chuồng nuôi luôn. Với lại là dẹp dọn cái chuồng nuôi này lại. Chứ hổm gầy cũng cả tuần này chưa thay. Nên là nó hơi hôi. Mình nói lại cái nữa là cái hai con chuột này của con em mình, chứ không phải của mình nuôi nha. Mình chỉ mượn nó quay ké một tí thôi. Để mấy ông nói tôi nuôi gì đâu mà không dẹp dọn gì chân. Lâu lâu tôi mượn của nó tôi quay, nên là tôi dẹp dọn giúp nó thôi. Nó nuôi mà tôi phải mua mấy cái này nè. Mà kệ đi, để quay clip cho mấy em xem mà. Chắc mình set up cái chuồng nuôi như vậy là tạm ổn rồi. Bây giờ mình thả chuột vô nè. Đấy. Mấy chuột nãy giờ cho nó ở trong cái chuồng dế vậy. Không biết nãy giờ nó ăn được mấy con dế rồi nè. Bỏ vô. Đấy, nhảy vô tắm rồi đó. Hôm về 3-4 ngày không được tắm rồi. Hôm nay có cá tắm vô, nhảy vô tắm liền ha. Rồi chuột nãy vô nó chạy nè mọi người. Nhìn nó chạy đã không? Đấy, sướng nha. Hai con nhảy vô dành lộn. Dành lộn cái chỗ tắm. Tắm từng con thôi. Tắm gì nhảy vô chỗng dành lộn nữa. Để mình gắt miếng cát lên lưng nó vậy, để nó tắm không dính lưng nó. Ừ, cái chừng dúng chúng mắt á. Nhảy vô tắm đây tôi chế miếng cát lên lưng cho. À, cho nó sạch cái lưng. Chứ nó vũ cát không có dính lưng gì trơn. Thức ăn của nó còn có một xíu à. Với lại là chắc nó cũng bị hư rồi đó. Mình thấy nó có mùi móc móc rồi. Nên là hôm nay mình sẽ cho nó ăn cám gà với gạo. Chứ hai con dế nha. Hai con dế bổ sung protein cho nó. Bỏ vô. Ăn không? Gà ăn đi. Đấy, ăn ngon lành thấy chưa. Còn cái con trong kia chạy xe tích cực không? Trời ơi, chạy kìa. Con mèo mà lại mày gình đó hay gì mày? Chết mày nha, chỗ có tao nuôi luôn đó. Mấy mèo nó quậy lắm mày. Dế mình mua bữa nay là 3 bữa đó. Một bữa 10 ngàn. Mua về cho cá ăn, chưa kịp cho ăn nữa. Mấy mèo làm láng hết trơn. Mấy mèo này ăn dế kinh thiệt chứ. Nó ăn mà cái bụng chập bá luôn á. Nó chung vô chổng ăn nữa đó. Mình đẩy lại nó vẫn có cách chung vô nha. Không, cái này nó khôn quỷ á. Con này nó tắm tích cực từ nãy tới giờ luôn trời. Sạch sẽ quá ha. Mà hôi gình nè. Mấy chuột này hôi thiệt các bạn. Bây giờ mình lót cái lót nền này vô, hy vọng là nó sẽ đỡ hôi hơn. Cái lót nền này nó thơm lắm bạn. Nó thơm mùi gì á, mình cũng không biết mùi gì, nó không biết diễn tả làm sao nữa. Nhưng mà nó thơm là được rồi. Hy vọng là mấy chuột này nó sẽ lây cái mùi thơm của cái lót nền này, nó không có còn hôi nữa. Đó, nó bắt nó ăn kìa, coi nè. Đó, ăn đáo ăn để không? Cho nó ăn cơm thì nó không chịu ăn đâu. Bắt mấy con dế ăn à. Mấy bữa trước mình đẩy cái hùng dế lại gì nè, nhưng mà đi ra đi vô cái gặp mèo trong á, không biết nó chuông vô đường nào mà hay thiệt chứ. Nàng không còn con nữa, mua dế cho cá ăn mà mèo nó ăn hết trơn, thứ gì đâu á. Đó. Cắn là hay vậy. Còn hai con này, một con thì nó tắm tích cực, một con thì nó chạy tích cực. Nó chạy từ nãy giờ mà không ngưng luôn á, ghê thiệt. Còn cái con này nó bự quá, nó chạy không được hay sao á. Nó bự quá, nó không có vừa với cái lồng nữa mày. Hay là con đực nó không chạy, còn con cái thì nó chạy nhiều ta. Cái con này nó chạy nãy giờ quá trời mệt rồi. Chạy quá sung mà. Bây giờ mệt nằm ngủ luôn rồi. Nó ngủ thì cho nó ngủ đi. Bây giờ là cái chuồng hamster của mình đã set up xong rồi đó. Từ đấy sắp tới là nuôi cái con chuột hamster này có lót nền rồi. Khỏi có ai mà cằn nhằn mình nuôi chuột gì mà không có lót nền gì trơn. Nuôi tào lao. Trước mặt mọi người, đây là hai cái đơn hàng. Một đơn là cái con vật mà hôm qua mình có nói cho mọi người đó. Clip trước thì mình có nói là mình có nhập về thú cưng mới, nhưng mà đến clip này mình mới cập nhật cho bạn xem. Còn bên đây là một cái thứ mà để nuôi cái con đó, rất cần thiết để nuôi cái con đó. Nếu mà không có thì nuôi không được. Thôi bây giờ để mình khui ra cho các bạn xem luôn nha. Để nói lan man hoài các bạn không thích. Đây là con leo bát gecko, cái con thằng lằn da báo mọi người. Để mình dỡ lên cho mọi người xem nè. Đấy, hai con.
hai con Igen, con hạch sùng vậy đó. Để mình mở cái nắp ra cho các bạn xem rõ hơn nè. Đây là hai con leo bát gecko, hai con thằn lằn da báo mà mình mới nhập về nè mọi người. Nhìn nó Igen như con hạch sùng mấy con thằn lằn ở nhà mình vậy, nhưng mà cái giá tiền nó không có đơn giản đâu. Hai con này bằng như 6-7 clip gì đó mình đăng lên á là 5 xị đó. Nếu như các bạn không chơi á thì các bạn nói mình bị khùng gì á, mua hai con hạch sùng mà 5 xị. Nhìn hai con này Igen con hạch sùng chứ có khác gì đâu. Nhưng mà đây là size Barbie các bạn. Nếu mà nó bự cả bằng gang tay á, chứ nó không có nhỏ như con hạch sùng của mình đâu. Theo như mình tìm hiểu thì hai con này nó sống ở bên Ả Rập Xê Út, Iraq, Iran gì đó. Nó sống ở chỗ sa mạc á. Nhưng mà nói nhiều đó được rồi, nói nhiều quá lỡ sai các bạn chữ chết. Ngay từ 4-5 năm trước là mình đã biết con này. Lúc đó mình cũng muốn nuôi lắm, nhưng mà lúc đó tiền đâu mua. Con này nó mắc nhiều quý á. Tới bây giờ thì số tiền nó vẫn còn mắc chứ nó đâu có rẻ gì đâu. Nhưng mà nhờ mình quay YouTube mới có tiền để mua chơi nè. Sẵn thì mình cũng trả lời cho mấy ông hỏi mình làm YouTube là gì, đam mê hay là gì cái gì á, thì mình có trả lời mấy cái ông bình luận đó rồi, nhưng mà mình chưa có lên clip trả lời. Sẵn clip này thì mình trả lời luôn nha. Làm YouTube thì chỉ vì tiền thôi, còn đam mê thì mình mê nuôi động vật các bạn. Mình thích nuôi con này con kia gì đó, nhưng mà không có tiền lấy gì nuôi. Không có ai rảnh đâu mà bỏ một ngày 7-8 tiếng ra lại để làm clip đăng lên rồi cái gì đam mê đâu các bạn. Phải có tiền mới được. Sẵn thì mình chia sẻ cho các bạn doanh thu của mình bao nhiêu luôn. Một clip mình đăng lên cỡ 7-80 ngàn vậy. Bao nhiêu đó thì cũng không nhiều, nhưng mà cũng đủ để cho mình nuôi mấy con động vật thôi. Mua cám, thức ăn hay là cái dụng cụ để nuôi mấy con này tốt hơn. Cao hơn tí nữa là mình có thể nhín gần tí để đóng tiền học. Nói hồi cái nó tào lao luôn rồi. Bây giờ mình trở về với cái chủ đề chính nè. Hai con này, cái tên của hai con này là một con là con YX Nobel với một con là YX Nogada. Ủa, X Nogada chứ không phải là Nobel. Đó, mình đọc như vậy đó. Tại cái ông bán ông nói vậy đó, chứ mình nhìn mình cũng không phân biệt được con nào ra con nào đâu. Hay là cái con còn nhỏ quá thì cái màu nó giống vậy ta, nó giống nhau ta. Cái con này mắt đỏ là Albino đúng không? Mới nuôi lần đầu nên là mình cũng không tìm hiểu rõ. Nhưng mà giao chúng ngay con Albino rồi. Không biết mình nuôi có tốt không đây nữa. Cái con này thì nuôi nó vui lắm bạn. Cái mỏ nó cự tối ngày chứ nó không có khóc hay là buồn gì đâu. Chắc vì cái mỏ nó cười tối ngày nên là cũng nhiều người thích nuôi nó lắm. Còn cái này là hũ canxi các bạn. Nuôi mấy con leo bát cái cô này hằng lần da báo thì phải càng có canxi. Tại vì mấy con này nó hoạt động về đêm á nên là nó không có phơi nắng được, nên là càng phải bổ sung canxi cho nó. Nếu không có canxi thì nó bị còi xương, nó bị suy dinh dưỡng gì đó. Mình cũng không tìm hiểu rõ, nhưng mà nuôi con này là càng phải có canxi nha. Cái hũ này nó để cái con hằng lần gì Igen, con hằng lần của Việt Nam trời, nhưng mà nó có cái sọc đỏ đỏ nè. Nhìn cũng ngộ quá ha. Cái hũ này tiếng Anh, tiếng nước ngoài gì đâu không mà sao biết đường đọc trời, không có tiếng Việt luôn á. Nhưng mà thôi kệ, xài chắc cũng được mà. Ở trong đây có cái muỗng để mình múc nè bạn, để hồi mình khui ra cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì để mình set up cái hồ nuôi con leo bát gecko này cho các bạn xem. Để set up cái chuồng nuôi con hằng lằn da báo này thì cần có một cái hộp nè bạn. Hộp này thì mình dùng hộp nhựa di tăng nha. Cái hộp này cỡ mình mua 48 ngàn, cỡ như là 50 ngàn đi. Sau đó thì mình sẽ lót giấy vô. Đấy, xem anh Mr. Best thì anh nói giấy báo hay là giấy có mực gì, giấy gì cũng được chứ. Nhưng mà xem mấy cái kênh khác thì có người lại nói là dùng giấy có mực thì nó sẽ có cái chất hóa học, không có tốt cho cái con hằn lằn của mình. Nhưng mà thôi kệ, mình tin anh Best à, cái tên có chữ Best giống mình. Bây giờ là mình sẽ bỏ vô thêm một cái chén đựng nước nè, chứa một cái đồ đựng canxi để cho mấy bé liếm. Đấy, cái này là mình dùng cái nắp của cái hộp yến các bạn. Có chỗ để canxi cho nó liếm là ok rồi, khỏi cần cái gì mà cao siêu lắm đâu. Cái chén này là đồ bỏ không đồng, cái này cũng là đồ bỏ luôn không đồng luôn. Còn cái hộp này á, cái chỗ chú cho nó thì chính tay mình làm, nếu mà bán lại thì cỡ 2 tỷ mình mới bán nha. Thầy ơi, set up cái hồ nuôi hằng lằn mà chưa kịp cho hằng lằn vô nữa lận mèo vô rồi, ghê thiệt. Bây giờ đổ nước vô đây nè. Đấy, để mình khui hộp canxi ra cho các bạn xem luôn. Lần khui hộp đầu tiên nè, có vẻ khó đây. Ô nhiều chứ hả? Cái hũ này chắc xài cái năm trời chứ hết quá. Đúng rồi. Bỏ vô miếng một tí canxi thôi, tại mấy con này nó còn nhỏ mà. Ủa mà mới về mà cần cái gì? Chừng nào nó hiếu mới cái gì? Nó không liếm không đâu, cái nhúng con dế vô canxi á. Cho nó ăn quen từ từ. Đúng rồi. Đây là con dế mà mình chuẩn bị cho hai con thằn lằn của mình ăn nè. Cho nó ăn 3 ngày được không Hưng? Thả nó ra. Đấy. Thả nó ra. Từ từ nha, để tôi cầm tôi đút mới được. Hai con này nó mới về nên là nó chưa có biết ăn canxi các bạn. Còn baby á, nên là mình phải nhúng vô canxi này mới đút nó ăn. Thả nó chung vô nhà luôn rồi. Ăn đi. Ăn không? Không ăn ta. Hay là hôm qua mình cho nó ăn rồi nó không ăn. Kỳ vậy con.
đi. Sau một hồi mình cho nó ăn thì nó không chịu ăn các bạn. Nên là thôi, mình bỏ hai con dế vô cái hũ canh, cái chén canxi luôn. Khi nào nó ăn được thì nó ăn nha. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và đem đi cắt nha mọi người. Vài bữa nữa mình sẽ cập nhật lại cho các bạn xem sao. Hôm nay thì mình lại tiếp tục quay cá bà đuôi cho mọi người xem. Hôm nay là cái ngày thứ ba mà mình trị bệnh sù vẫy cho nó rồi. Đa số thì các con nó khỏe hết trơn rồi đó. Có một con là nó bị yếu. Chắc hôm nay mình bắt nó ra cách ly luôn vậy. Hy sinh nó luôn đi. Nếu mà mình bắt nó ra thì chắc chắn là nó sẽ sống không nổi. Nhưng mà thôi kệ. Hy sinh một con để cứu 6 con nha. Còn mấy con cá trong đây thì khỏe re, dường như là nó đã hết bệnh rồi đó. Nhưng mà mọi người thấy ở trên mặt nước mình nó bọt nhiều không? Hôm qua mình có thay nước, cuối ngày mình có thay nước rồi đó. Nhưng mà đến hôm nay thì nó vẫn bọt quá trời bọt luôn. Có một tí thuốc thôi đó mà nó lên bọt như vậy đó. Ghê thiệt. Hôm nay thì mình lại tiếp tục thay nước cho nó nha. Thay phân nửa thôi, chừa phân nửa, vớt mấy cái bọt ra nữa nè. Mấy bọt này quá trời luôn. Chừa một chút xíu nước cũ thôi nó cũng lên bọt nữa. Không biết sao cho hết bọt này đây. Vớt mấy cái bọt này ra y gan là nấu canh vậy rồi. Nấu canh cái nó lên bọt cái mình phải vớt ra vậy nè. Không thôi cái nồi canh của mình không ngon. Còn một tí xíu nước cũ nó cũng lên bọt vậy đó mọi người. Nếu mà bây giờ mà mình thay nước 100% hoàn toàn á thì mấy con cá cũ của mình nó đang bệnh, nó đang yếu mà mình thay nước vậy nó lạ nước, nó bị sốc nước rồi nó ngấm luôn á các bạn. Bây giờ mình có nên thay nước toàn bộ để cho nó hết bọt không ta, hay là cứ để như vậy nuôi rồi khoảng 1-2 tuần sau rồi mình mới thay nước? Mọi người cho mình xin ý kiến nha. Còn con cá ba đuôi này thì nhìn là thua rồi đó các bạn, không bơi nổi luôn mà. Nhưng mà hôm nay mình sẽ trị cho nó bữa cuối nha. Hôm nay mình đánh thuốc thiệt đậm đi. Cái thau này cỡ 2 lít chứ gì. Mình sẽ giỏ một đống xanh methylene vô. Đấy, hết được thì hết, không hết được thì thôi. Chứ mình nhìn tình trạng của con cá này là hết cứu rồi, nhưng mà cũng gán thôi. Đánh thuốc thiệt đậm vô. Đấy. Màu xanh nước biển với màu vàng này nó sẽ ra màu xanh lá cây nha mọi người. Hy vọng con cá này nó sẽ qua khỏi. Mà bây giờ chỉ có thể hy vọng thôi chứ khó mà có thể vượt qua lắm. Nó bị sốt huyết nè, rồi nó bị sù vẫy nữa. Hai cái thứ này mà nó trộn chung với nhau rồi sao con nào mà sống nổi. Mình bỏ thêm con cá mà sắp hóa gồng của mình vô nữa các bạn, để cho nó hết được thì hết. Chứ bây giờ là hai con cá này mình nhìn mình ngán luôn, mình thua luôn rồi đó. Còn cái con ba ba của mình thì hết nấm trên cổ rồi, đến nấm trên mai. Bây giờ cái mai con ba ba này nó đang nổi nấm nữa nè. Mình đang trị cho nó, hết bị cái này tới bị cái kia thiệt chứ. Mấy con ba ba non này thiệt sự là khó nuôi lắm á. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Mọi người đón xem tập sau của mình, còn mấy con này của mình nó có hết bệnh không nha. Đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình á. Rồi, bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha.